Hello, hello cả nhà. Sáng nay mình với bảy mình đang gói mấy cái hoa này đóng thùng gửi cho một anh ở Sóc Trăng và một anh ở Tây Ninh. À, một anh ở Bến Tre chứ. Sóc Trăng là mình gửi hôm qua rồi, Bến Tre với Tây Ninh. Anh ở Bến Tre làm hai cây cẩm thạch. Anh ở Tây Ninh là hai cây trang lá trung màu trắng, hai cây trang lá trung màu vàng và một cây cẩm thạch. Đây là anh khách ở Tây Ninh là gồm hai cây trang lá trung màu trắng. Hai cây trang lá trung màu vàng. Và một cây trang cẩm thạch. Thông báo với các bạn là trang cẩm thạch của mình đến hiện tại bây giờ thì đã hết rồi. Nếu như ai có cần và thích, yêu thích, đam mê bông và muốn có được sở hữu cái cây trang cẩm thạch này thì inbox mình qua Tết mình mới có nha các bạn. Tại vì chủ vườn bây giờ người ta còn có vài chục, 100 cây đổ lại người ta không chia nữa, người ta để gầy giống. Đó, thì người ta vẫn bán nhưng mà người ta hứa là qua Tết thì người ta sẽ bán chia lại cho dân chơi hoa. Giờ người ta đang gầy giống. Mình đó thì mình lấy bao nhiêu là mình bán hết. Đây thì gói cái giấy này lại cho nó bớt bung ra. Mình gói lại bớt như vậy thì nó sẽ không có bị chổi với nhau, nó không có bị gãy. Đây, bỏ vô thùng. Đó, tên bỏ vô thùng nha mấy bạn. Đó, thì mình bỏ hai cây trắng lớn ở dưới rồi. Tới cây màu vàng. Hai cây màu vàng. Mình để mình cũng có thể là để chở đầu với chở ngọn xen kẽ nhau, hoặc là mình để xuôi một hướng thì mình dặn bưu điện nó gửi thì khi mà chất hàng thì để đứng lên. Còn nếu mình để xuôi để ngược thì nó sẽ để nằm cho mình. Rồi đóng thùng lại. Xong một khách. Để gì chiều nào đứng hay làm dấu. Chiều cái đầu não nặng nặng là nó đứng nè. Chuyên nghiệp cái học.
Vẽ mũi tên đứng như nè, là cái chiều hướng này nó đứng nữa, mình dựng đứng lên. Còn cái nắp nữa. Đó cái ngọn. Dạ, hướng mũi tên lên là cái ngọn. Bên đây, cái ngọn đây. Mình vẽ ba mặt của nó luôn. Còn cái ông này là đây, để ghi đi. Còn cái ông này là hai cây trang cẩm thạch cho cái anh này ở Bến Tre. Hai cây trang cẩm thạch này mọi người. Để đứng như vậy mới thấy cái dáng của nó. Mình để ngược để xuôi. Chở đầu nó thì mình sẽ để cái hướng thùng là nó nằm, nó hướng lên gì nè. Xong thì mình kết thúc video ở đây nha mấy bạn. Chúc mấy bạn một ngày làm việc vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.